là gọi là ở rỡ đó, còn nhà thì đỡ cho con. Sao mình quyết định là mình đi ở rể nhà để cho con? Rồi. Lý do sao mình quyết định như vậy? Tại vì con thì bây giờ nó chỉ là một mình thằng con trai thôi. Rồi cái là mình ở nữa thì thấy nó cũng không vui. Nói chung là tâm tư nguyện vọng cái nhà đó mình để cho con. Thôi thì mình cũng thấy trên chương trình thì cũng có nhiều chị em thì cũng cần là có người là về ở. Thì mình nghĩ rằng thôi thì vậy cũng được. Chắc cô Nhung đúng không? Nhung thì thật ra mình ra xem thì mình thấy cô Nhung muốn nhà ở Sài Gòn, bước vào tranh cử đó nhiều đối thủ à. Nhiều đối thủ không thật mình, mà anh thấy vậy. Ngắm anh ngắm cô nào thì theo như anh thấy thì vừa rồi anh có thấy thì ví dụ như là cô Thanh Hằng, cô Thanh Hằng rồi 4 lô đất ở trên Lâm Đồng, 2 căn nhà, giờ tổng hết tài sản của chị Thanh Hằng thì không có nhiều nhưng mà khoảng tầm 10 tỷ à, 10 tỷ không bằng cô Nhung. Cô Nhung được cả 100 tỷ. Ổn định, anh về anh ở lễ luôn. Liệu ngày hôm nay anh có tìm được cô nào chị nào hay không? Kính mời cô chú anh chị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. Rồi thay mặt mấy anh em ở đây, em chào anh. Vâng, xin chào anh. Xin kính chào tổng đội của Quy Hùng, Minh Anh, Đức Tuấn. Rồi xin cầu chúc cho ba anh em luôn nhiều sức khỏe, vui vẻ cuộc sống. Rồi trước hết thì anh cho biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi? Và cũng xin gửi lời chào đến cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Cô chú và anh chị luôn giữ sức khỏe và hạnh phúc. Xin giới thiệu về bản thân. Mình là sinh năm 1971, tên là Trương An, đến từ Bình Định. Bình Định là hôn nhân gia đình thì vợ chồng cũng không còn tiếng nói chung nữa, thì cũng đã ly hôn vào trong năm nay, cũng mới đây. Rồi, mình bây giờ đang làm công việc gì anh? Công việc chạy đá. Chạy đá tại quê hương. Thì đây tại Bình Định. Mình ly hôn bao nhiêu năm rồi? 35 năm. Gì? Ly hôn tới 35 năm rồi hả? Để nói là công việc làm. Anh ly hôn bao nhiêu năm rồi? Ly hôn mới năm nay. Mới năm nay. Coi như ra tòa là kia là ok hết rồi đúng không? Xong rồi. Rồi. Bây giờ mình từ ngoài Bình Định mình vô đây luôn à? Mình đi xe gì vô đây? Đi xe đạp. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Trời ơi, anh xem chương trình lâu chưa mà anh? 4 giờ chiều hôm qua. Trời ơi, 5 rưỡi sáng nay là anh có mặt này. Bình Định vô đây mấy trăm cây anh? Cái này tầm 600 ngàn. Trời ơi, xa dữ nhờ. Vất vả quá. Và sau đó mình quyết định mình ly hôn? Thì mình không, nói chung thì cũng là nhiều lắm rồi nha. Thời gian thì nó cũng trục trặc, chỗ vợ chồng nó cũng nhiều lắm rồi. Cái tầm cũng phải 20 năm rồi. Thì tới giờ phút này thì nó cũng không còn gì mà hay nữa. Rồi. Gọi là hết duyên hết nợ đó. Rồi. Chứ rồi. Thế mình cùng mấy người con? 4 đứa con. 4 đứa con. 1 trai. Rồi. 3 gái thì đã có lấy chồng. Còn lại con trai út của thì nè 26 tuổi. Dạ. Làm ở thành phố. Anh theo dõi chương trình của tụi em lâu chưa mà hôm nay mình quyết định mình vào đây? Được 2 tháng. 2 tháng này. Hôm nay mình vô đây mình muốn tìm kiếm một nửa như thế nào? Thì trước thì cũng ghi hình rồi, cũng sau thì cũng nếu mà chị em nào cảm thấy mà thích hợp mà mình thì cũng xin phép, là chắc là nói về hoàn cảnh là thôi thì đi là gọi là ở rỡ đó, còn nhà thì đỡ cho con. Sao mình quyết định là mình đi ở rỡ nhà để cho con? Rồi. Lý do sao mình quyết định như vậy? Tại vì con thì bây giờ nó chỉ là một mình thằng con trai thôi. Rồi cái là mình ở nữa thì thấy nó cũng không vui. Nói chung là tâm tư nguyện vọng cái nhà đó mình để cho con. Thôi thì mình cũng thấy trên chương trình thì cũng có nhiều chị em thì cũng cần là có người là về ở. Thì mình nghĩ rằng thôi thì vậy cũng được. Còn công việc làm thì nếu mà ở cái địa phương mà cô ấy mà nó thích hợp thì mình đến mình tiếp tục cái nghề của mình. Còn nếu không có thì nó cũng bàn qua cái việc khác nó phù hợp làm. Nhà mình thì để cho con. Còn mình đi ở rể. Ngắm ổn không anh? À? Ngắm ổn không?
ổn nhé. Ổn ha. Cho nhà thì rộng, nhà bị ngang. Nhưng mà ý là nhà anh thì để cho con rồi, mà bây giờ anh đi ở trẻ ngắm có ổn không á? Em hỏi là ổn. Ở trẻ có ổn không á? Nếu mà bây giờ đi qua ở trẻ thì anh làm công việc gì? Thì anh có nói đó, nếu mà nó gặp ở địa phương mà nó thích hợp với người mà mình thì mình làm tiếp. Còn nếu mà nó trúng địa phương mà nó không thích hợp á thì sau đó thì bàn về cái vấn đề làm cho nó thích hợp. Anh làm đá cái thu nhập nó tốt không? Tốt chứ. Tháng khoảng bao nhiêu anh? 9 đến 10 triệu. Làm đá hoa cương nữa hả? Để làm xây móng nhà này. Ờ, đá xanh. Đá xây móng nhà. Đá chỉ. Và anh vào những chơi anh ngắm cô nào chưa? Thì thật tình là nếu mà ngắm thì mình cũng thấy. Nhưng cô, mà cô nào? Nếu mà mình nói thì nó cũng hơi lận đật. Không, ý là ngắm cô nào thì mình cứ nói đấy, chứ đằng nào mình cũng ở trẻ rồi, mình cứ bạch tuẹt luôn đi. Ai phù hợp thì đến thôi. Thì chắc cô Nhung đúng không? Nhung thì thật ra mình ra xem thì mình thấy cô Nhung bốn nhà ở Sài Gòn bước vào tranh cử đó. Nhiều đối thủ à. Nhiều đối thủ. Không, thật mình mà anh thấy. Vậy anh ngắm, anh ngắm cô nào? Thì theo như anh thấy thì vừa rồi anh có thấy thì ví dụ như là cô Thanh Hằng. Cô ở Thanh Hằng, rồi 4 lô đất ở trên Lâm Đồng, 2 căn nhà. Giờ tổng hết tài sản của chị Thanh Hằng thì không có nhiều, nhưng mà khoảng tầm 10 tỷ à? 10 tỷ, không bằng cô Nhung. Cô Nhung thì cả trăm tỷ. Do là mình thấy trong cái vấn đề cái điều kiện còn Nhung á thì nó hơi khác. Anh nào vô ứng cử đó thì cái đó là cái gì? Cái sở thích của anh. Nặng ký. Thanh Hằng ít hơn chút, 10 tỷ thôi cũng được rồi. Cô Nhung thì vừa trẻ mà điều kiện kinh tế nói chung là rất là cao. Ý là anh cũng thích, nhưng mà anh thấy nhiều người thì thích quá sợ đúng không? Với lại trong cái điều kiện nó làm thì ví dụ như kinh doanh á thì cổ cũng rất thích cái người vậy, nhưng mà mình thì cũng có bên cái năng lực là kinh doanh. Anh không có năng lực kinh doanh ha. Nhưng mà em đang thắc mắc con cái là anh có nhà ở quải bự lắm hả? 8 mét lận. 8 mét rưỡi. Ừ. Rồi mình để dành cho con luôn. Được rồi. Mình không, mình đi ở để. Nên mình lấy đưa vợ về mình ở chung được không? Bây giờ hiện bây giờ mình ở một mình cho thôi. Ý là em nói bây giờ mình cưới vợ về, mình đưa vợ về mình ở chung trong nhà được không? Thì ví dụ như mình thích những cái người như vậy thì cái người đó họ đâu có gì được đâu. Mình lại thích cái những người như vậy mình là không về bên mình được ha. Thế nhưng mình thích ở rể luôn á. Thì mình thấy nó cũng, nhưng mà mình liệu mình đi ở rể vậy thì anh có ngại người ta nói mình đi ở rể này kia không? Tại vì một khi mà mình đã xác nhận, mình đã nói ra thì cái điều đó mình đã biết rồi. Biết rồi ha. Thì cái vấn đề mình ném đá thì cái chuyện cũng tất nhiên luôn, hoàn toàn mình hiểu hết. Nhưng mà cái đó mình sống cho mình thì mình có cái quyết định cho mình vậy thôi. Đó, mình cứ đi ở rể thì mình cứ xã hội thì nó có hai mặt. Đúng anh rồi. Biết rồi, bây giờ mình đi ở rể thì mình chấp nhận, mình phải nó nhận cái mặt trái của nó thôi. Còn bây giờ nếu mà anh mà tự đi làm, anh cất nhà cửa, anh lập gia đình thì nó sẽ khác. Nhưng mà sao mình không chọn cái hướng đó? Ví dụ như là... Ý là bây giờ mình, nếu mà mình tự làm, mình xây dựng lên, mình cất nhà, sau đó mình đi kiếm gia đình, mình có ổn không? Mình có làm được không? Rồi ví dụ như là, ví dụ như cô ấy mà về nhà mình thì trong cái điều kiện ví dụ cô ấy làm công việc là nó khó, có đúng không? Hay không nữa, thích hợp hay không nữa. Nó tùy theo cái địa điểm, theo cái chuyện người của cô ấy làm nữa. Nhưng mà anh, bản thân anh ngắm là thấy địa rẻ nó phù hợp hơn đúng không? Ừ. Thì ví dụ như anh thấy là ví dụ người đó mà có cái nhu cầu như vậy, mình cảm thấy nó, mình cũng có cái bên cái năng lực đó. Kinh doanh thì mình có năng lực. Chị Hằng là 4 lô đất à? 4 lô. 2 căn nhà. 2 căn nhà. Đang bán shop quần áo. Còn bây giờ mà mấy cô mà đang ở trọ đi làm công nhân thì thương thích anh đến với anh được không? Cái điều đó chắc không được. Chăng à? Lý do sao anh? Lý do sao không được? Bởi vì bây giờ anh là đã có cái ý như vậy rồi. Coi như là mình quyết tâm là mình tìm vợ có nhà cửa ổn định, mình đi ở rể. Thì nếu mà mình nói ra nó không giúp khó thì nó hơi kéo dài thời gian. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc.
Đúng rồi, anh thẳng thắn. Mình cái như vậy thì mấy cô mấy chị đây nếu mà ở chợ thì không đến với mình được, đỡ mất thời gian cho hai bên luôn. Không cho mấy chị cơ hội nào để tìm hiểu hả? Thật ra thì nếu mà nói cái trong cái lương tâm mình á thì cho thì rất nhiều lắm, nhưng thật ra cái gì nó cũng phải là rõ ràng. Bây giờ mình có cho rồi anh thẳng thắn quá ha, đúng rồi, có thành là lấy dùng cái như là mình không muốn tìm hiểu. Bây giờ ví dụ như mà có tìm hiểu thì mày cũng không được, nên là đỡ về đỡ mất thời gian của anh và bên kia ha. Nhưng mà mình cũng nói thêm như thế này, ví dụ như là vừa rồi mình có đưa ra một người như vậy thì cũng không riêng là cố định gọi là 100% nó là như vậy. Đúng. Nhưng mà ví dụ như các chị em khác cũng có quyền vậy. Thì đúng rồi, mình cũng sẵn sàng. Thì mấy cô mấy chị mà có nhà cửa ổn định thì sẵn sàng, mình sẵn sàng. Ví dụ như anh lên chương trình anh thích mấy chị nãy anh đưa ra đúng không? Không hợp thì có mấy chị khác đến với anh, nhưng mà phải có điều kiện, có nhà cửa đúng không? Nó dễ. Và bây giờ thì anh chia sẻ về tính tình mình sao? Mình có nóng tính, cọc tính không? Tính mình thì rất là chịu khó. Chịu khó. Rất nhẫn nhịn là rất giỏi. Sức khỏe mình là ok đúng không? Sức khỏe thì ok. Thích hợp với lại mấy chị ở vùng vùng núi rồi ha, ẩm rẫy rồi ha. Nhưng mà mình có cái nào giỏi không? Giỏi thì nếu mà nói về ở góc độ mà gia đình á thì mình rất là giỏi. Ví dụ như là phụ giúp công việc ở gia đình thì mình làm tất cả. Phụ giúp gia đình là sao? Là cơm nước nó ở chợ luôn hả? Ví dụ như giỏi vậy, vợ con sinh đỡ hồi giờ mình cũng đủ hết luôn. Giỏi ha, nuôi tới đời con luôn. Giờ mà anh mà đến với chị Hằng về anh có giặt chú quần áo cho chị không, cơm nước rửa chén không? Có việc đó bình thường, nói với anh là việc đó việc mình đó. Bình thường quá giỏi. Thì anh đã nói nó ở một cái góc độ là những người đàn ông ít làm những việc đó được, nhưng mà anh đã làm là bình thường luôn, chấp nhận ha. Rồi anh có lời nào muốn nhắn gửi tới chị Hằng không? Thì nếu mà nhắn nhủ thì mình cũng gửi lời là chúc Hằng là luôn nhiều sức khỏe, vui vẻ trong cuộc sống. Còn cái chuyện mà có nhà ấy đến mình thì đó là cũng nó thuộc về duyên nợ vậy thôi. Còn nói nhiều nó cũng trả được bao nhiêu. Còn mấy chị mà ở chợ thì không đến mình được đúng không? Còn mấy cô nào nếu mà chị Hằng không hợp thì sẽ có mấy cô khác, nhưng phải có nhà cửa ổn định, kinh tế ổn định. Rồi hôm nay anh lên chia sẻ hết tâm tư nguyện vọng của mình là anh thấy vui chưa? Vui chứ. Vui ha, vượt quãng đường mấy trăm cây số ha. 800 cây. 600. Rồi thì em cũng cảm ơn anh đã chúc anh nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, mau sớm kiếm được một nửa yêu thương như mong đợi anh ha. Hôm nay anh lên chương trình này anh có cam kết những thông tin anh chia sẻ là đúng, anh chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin của mình không ạ? Anh có cho tất cả mọi người sử dụng hình ảnh và video của anh chia sẻ lên mạng xã hội cam kết là không ở số anh đồng ý ha. Rồi tụi em cũng cảm ơn anh, cảm ơn cô chú anh chị đồng hành đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Hãy đăng ký kênh, bấm vào chuông để lại bình luận cho anh có một cái cách nhìn đa chiều hơn. Rồi xin kính chào cô chú anh chị. Rồi cuối chương trình cũng xin gửi lời cảm ơn trước là ba anh em trong đội chương trình, và sau cũng tất cả các cô chú các anh chị trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Gửi lời cảm ơn rất nhiều. Hai chai nữa. Ủa sao mà mới nhận được mà lại lấy hai chai nữa? Đấy là người ta, của người ta, không phải của anh. À bây giờ anh lấy thêm hai chai nữa hả? Ừ, anh lấy hai chai thì bữa giờ anh uống tất cả bao nhiêu chai rồi? Anh uống 4 chai rồi. Uống 4 chai rồi, tình trạng bệnh của mình nó bớt chưa anh? Ừ, nó có bớt. Có bớt hả? 10 phần bớt được mấy phần rồi? 10 phần thì nó bớt được độ 7-8 phần rồi. Ồ, vậy là quá hợp thuốc còn gì nữa. Đấy. Cái trước khi anh uống cái tình trạng bệnh mình như thế nào? Đấy, nó cái gối của nó sưng. Dạ. Nó sưng hụ gối lên rồi xong bắt đầu uống vào thấy nó khỏi. Anh uống được bao nhiêu ngày thì thấy nó khỏi? Uống được 2 chai thì bắt đầu thấy nó đỡ, thì xong đây rồi anh lấy 2 chai nữa là 4 chai uống đấy. Nó sưng lên giống như kiểu anh bị viêm viêm khớp đúng không? Đúng rồi. Và anh có mà hồi trước giờ uống nhiều thuốc chưa? Trước thì anh cũng uống nhưng mà trước nó có bị đâu, mới bị. À mới bị đây à? Ồ vậy là anh hợp thuốc, bây giờ đi lại ngon lành rồi gì? Đi lại thì đúng là ngon lành rồi. Bây giờ anh lấy thêm 2 chai nữa uống ha? Ừ, 2 chai người ta còn lấy cho người ta 1 chai, còn anh uống 1 chai xong hết anh lấy. Dạ rồi, ok anh, nếu anh uống được tốt cho hiệu quả anh cứ giới thiệu giúp em.
Rồi ai mà gửi thì lại đợt trước mà Thôi. gửi thế nào lại nâu thế chứ, đi mà không biết là lại không thấy gửi thuốc về. Đâu, bình thường thì nó dao động khoảng tầm, ngoài Bắc thì khoảng tầm 4 đến 5 ngày, tối đa là 6 ngày là nhận được. Đâu chỉ 3 ngày đấy, hôm vừa rồi mới gọi điện thế mà hôm nay đã nhận được rồi mà. Thì đấy, nó tùy theo anh, Ba có ngày khi thì nó rưỡi. giao nhanh, khi thì nó giao chậm, nó tùy theo Đúng cái đợt rồi. nó nhiều hàng hay ít Anh hàng. mấy hôm anh bận quá, anh bảo điện cho em xem là thuốc chả thấy gửi về. Dạ, ok, em cảm ơn Anh anh, nhắn cũng tốt tin giới cho thiệu người cho em ta. nhá. Rồi rồi Dạ, rồi, em chào chào em anh. nhá. Dạ.